Chiều tối ngày 17 tháng 4, sau hơn một tuần kể từ thời điểm nghị định số 41 về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất được thông qua, Tổng cục Thuế cho biết đã có hơn 14.500 hồ sơ nộp giấy đề nghị gia hạn. Theo Tổng cục Thuế, hiện cơ quan thuế các cấp vẫn đang tiếp tục nhận giấy đề nghị gia hạn, sẵn sàng tiếp nhận vướng mắc khó khăn của người nộp thuế. Ngay từ khi dự thảo nghị định được Bộ Tài chính trình chính phủ, ngành tài chính, Tổng cục Thuế đã thông tin kịp thời về nội dung dự thảo đến người dân, doanh nghiệp, để nắm bắt được đối tượng gia hạn, thời hạn gia hạn, thủ tục gia hạn. Tổng cục thuế cũng đã xây dựng ngay các sản phẩm tuyên truyền bằng hình thức dễ hiểu, ứng dụng công nghệ thông tin để kịp thời thông tin tới người nộp thuế. Gói hỗ trợ được thực hiện theo nghị định số 41/2020 có tác động đa số đến người nộp thuế, bao gồm doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh.